Ngô Kỳ Long tuổi 51, tài sản hơn 1.200 tỷ, dừng sự nghiệp vì vợ và con trai 2 tuổi. Trải qua khó khăn về kinh tế và lận đận đường tình duyên, tài tử Đài Loan Ngô Kỳ Long đã có được sự nghiệp và hôn nhân viên mãn, hạnh phúc, lận đận tình duyên vì gia cảnh khó khăn. Trước khi trở thành tài tử hàng đầu Đài Loan, Ngô Kỳ Long có cuộc hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ít ai biết rằng, anh phải trải qua nhiều khó khăn từ kinh tế và đổ vỡ tình cảm. Khi còn nhỏ, gia đình làm ăn thất bại và nợ một khoản tiền khổng lồ nên mới 13 tuổi, anh đã phải ra ngoài làm thêm trang trải cuộc sống. Năm 17 tuổi, Ngô Kỳ Long may mắn có duyên trở thành thành viên nhóm nhạc Tiểu Hổ cùng với Tô Hữu Bằng và Trần Chí Bằng. Kể từ đó, anh luôn nỗ lực vật lộn với công việc trong giới giải trí để kiếm tiền trả nợ. Trong giai đoạn khó khăn ấy, anh có tình cảm với thành viên nhóm nhạc Thiếu Nữ từ Nhược Tuyên. Hai người không hẹn hò bởi hoàn cảnh gia đình không tương xứng. Có thông tin chính Ngô Kỳ Long là người đề nghị chia tay vì hai gia đình không tác hợp. Sau khi mối tình đầu khi mới nghề tan vỡ, Ngô Kỳ Long từng hẹn hò với Thái Thiếu Phân. Hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ của cặp đôi được cho là khá tương xứng khi Ngô Kỳ Long đang nỗ lực trả nợ giúp cha, còn Thái Thiếu Phân cũng nỗ lực làm việc trả nợ giúp mẹ. Mối tình tưởng chừng sẽ đón một cái kết viên mãn, Thái Thiếu Phân bất ngờ dính tin đồn với Lưu Lan Hùng. Điều này trở thành điểm trừ phía gia đình Ngô Kỳ Long, còn mẹ của Thái Thiếu Phân cũng lo con gái phải gánh thêm nợ từ gia đình Ngô Kỳ Long. Mối tình của cả hai cũng nhanh chóng tan vỡ. Thời điểm Ngô Kỳ Long phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc năm 2001, anh bén duyên với Mã Nhã Thư khi tham gia bộ phim Tiêu Thập Nhất Lang. Năm 2006, cặp đôi công bố kết hôn. Thời điểm đó, do áp lực kinh tế, cặp đôi không tổ chức tiệc cưới, không có tuần trăng mật lãng mạn, nhà cũng phải trả góp. Năm 2009, Mã Nhã Thư bị phanh phui chuyện ngoại tình với CEO một công ty game nổi tiếng. Cùng năm đó, cặp đôi tuyên bố ly hôn, Mã Nhã Thư nhanh chóng tái hôn với thương gia giàu có. Sự nghiệp phát triển, tình yêu viên mãn, hai mối tình đứt đoạn vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cuộc hôn nhân tan vỡ cũng vì kinh tế. Ngô Kỳ Long vượt qua cay đắng, không ngừng nỗ lực phát triển sự nghiệp. Năm 2011, Ngô Kỳ Long tham gia bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm, bén duyên với Lưu Thi Thi. Sau bộ phim này, cặp đôi tiếp tục đóng cặp trong Bộ Bộ Kinh Tình. Đầu năm 2015, cặp đôi thông báo kết hôn và đầu năm 2016 tổ chức đám cưới tại đảo Bali, Indonesia. Sau thành công của Bộ Bộ Kinh Tâm, Ngô Kỳ Long thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa truyền hình và điện ảnh Serbia, chính thức bước chân vào lĩnh vực sản xuất phim truyền hình. Sự phát triển của công ty giúp Ngô Kỳ Long góp mặt trong danh sách nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm do tạp chí Forbes bầu chọn năm 2012, nửa đầu năm 2020. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, công ty của Ngô Kỳ Long vẫn đạt doanh thu 580 triệu nhân dân tệ, hơn 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 54.13 triệu nhân dân tệ, khoảng 190 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước. Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin, từ khi gia nhập ngành giải trí tới nay, tài sản của nam nghệ sĩ ước tính lên tới hơn 340 triệu nhân dân tệ, khoảng 1.200 tỷ đồng. Cùng với sự nghiệp ngày một phát triển, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi vẫn không quên trách nhiệm vun vén cho gia đình nhỏ. Sau khi Lưu Thi Thi sinh con đầu lòng năm 2019, Ngô Kỳ Long gần như đã rút khỏi làng giải trí. Anh không còn tham gia các bộ phim truyền hình với lý do muốn dành nhiều thời gian chăm sóc con cái. Trong chương trình Star Chaser, Kỳ Long nói hạnh phúc khi hàng ngày đưa đón con đi học. Trên trang cá nhân, anh kể khi có con ở nhà nhiều hơn, giờ ngủ, giờ thức phụ thuộc vào con. Anh học được một tay bế con, một tay pha sữa, cho con uống sữa, quan sát con mỗi khi khóc, giận dỗi để đoán con cần gì. Anh mong trở thành người bạn thân thiết của con sau này. Ngô Kỳ Long hiện tại đã bước sang tuổi 51 nhưng khán giả vẫn luôn rất ngưỡng mộ tình cảm và sự ngọt ngào mà anh dành cho vợ cũng như sự chăm chút và trách nhiệm với gia đình, con cái của nam tài tử.